Xem tướng trán theo nhân tướng học. Tướng trán tròn có đặc điểm là phần chân tóc và phần đường trán tạo thành hình cong, nhìn tổng thể khuôn mặt tròn trịa và phúc hậu. Người đàn ông sở hữu tướng trán này thì tính cách dĩ hòa vi quý, tốt bụng, nhân hậu. Họ rất ít khi nóng nảy với người khác, sống tình cảm và biết quan tâm tới mọi người xung quanh. Đối với người nữ sở hữu nét tướng trán này thì đảm đang, chu toàn mọi việc trong gia đình. Là mẫu hình phụ nữ công dung ngôn hạnh, biết vun vén, chăm lo để phát triển dòng họ, thế hệ đời sau. Tướng trán bán nguyệt. Trán bán nguyệt có đặc điểm là phần đường trán với chân tóc tạo thành hình cong, nhưng khi nhìn từ dưới lên sẽ thấy giống như vầng trăng khuyết. Những người đàn ông sở hữu nét tướng này thì có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, bản lĩnh. Họ là những người sống thiên về lý trí nhiều hơn và tình cảm. Trong công việc đây là những người cống hiến hết mình, không ngừng nỗ lực để đạt được thành công. Người nữ có tướng trán bán nguyệt thì phúc hậu, trung thủy trong chuyện tình cảm. Họ là những người rất coi trọng gia đình, vì thế sẽ có một cuộc sống hôn nhân êm đềm, hạnh phúc. Tướng trán gồ. Trán gồ là tướng trán nhô cao ở phần chính giữa, khi nhìn ở mọi góc cạnh đều sẽ thấy trán nhô hẳn ra ngoài so với khuôn mặt. Xét về tính thẩm mỹ, trán gồ khiến cho khuôn mặt bị mất cân đối. Theo nhân tướng học, những người đàn ông sở hữu tướng trán này thì có học thức và sự hiểu biết, nhưng lại dễ kiêu ngạo và tự tin thái quá. Họ khá bảo thủ, ít khi lắng nghe người khác và thường tự mình quyết định mọi chuyện. Điều này giúp họ có được nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống. Cũng vì tính cách ương bướng, bảo thủ mà nam giới tướng trán gồ cũng gặp những bất lợi trong công danh, sự nghiệp. Còn đối với phụ nữ có tướng trán này thì cuộc sống dễ gặp vận đen đủi khi còn trẻ. Bước sang độ tuổi trung niên thì vận số tốt đẹp hơn, tuy vậy bản mệnh phải tự lực cánh sinh nhiều, ít nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của người khác.